Cảm ơn em vì em đã đồng ý. Em có đồng ý đâu, em chỉ giữ hộ anh thôi mà. Em nữa, anh đang nghiêm túc, thế mà em lại... Chồng anh giận đáng yêu cực ý. Thôi được rồi, em sẽ giữ gìn chiếc nhẫn này thật tốt, cũng như là trân trọng tình cảm của chúng ta, được chưa? À này, mình yêu nhau cũng được 10 năm rồi. Hiện tại công ty cũng đang hoạt động ổn định. Tết năm nay mình về quê ra mắt gia đình là hợp lý đấy. Với lại anh sợ để lâu có nhiều người nhòm ngó lắm. Mà anh này, em sợ lỡ như bố mẹ anh hay là họ hàng bên anh mà không thích em thì phải làm sao ạ? Không có chuyện đấy đâu. Bố mẹ của anh ấy tuyệt đối tin tưởng quyết định của anh. Còn những người khác mà thắc mắc thì anh sẽ kể cho họ nghe về câu chuyện anh gặp một cô gái nghĩa khí khiến cho anh si mê, say đắm ngay từ lần đầu tiên gặp. Em đừng đi. Tôi nói rồi, bây giờ tôi chỉ lo cho việc học thôi. Anh đi tìm người khác đi. Học hành cũng chỉ là để kiếm tiền. Anh có tiền, rất nhiều tiền. Anh có thể lo cho em, anh sẽ nuôi em. Vớ vẩn, tôi tự làm ra tiền, tôi không cần tiền của anh. An, An. Tôi xin lỗi anh, tại tôi đi vội quá cho nên không có mắt à. Mày biết bố tao là ai không? Mày dám đi đứng cái đó à? Anh ơi, tôi va phải anh là tôi sai và tôi đã xin lỗi rồi. Cớ sao anh phải xúc phạm tôi như thế chứ? Mày câm mồm! Mày có tin ý, tao dùng tiền đập mặt mày cho mày chết nhục hơn không? Cống rãnh một loại sóng xanh với đại dương, không biết tôi lượng sức mình. Anh nói như vậy thì tùy anh. Bây giờ tôi đang rất bận để đi ký hợp đồng, không có thời gian đối coi với anh đâu. Hóa ra là nhầm tên quán à? Trời đất ơi! Anh Khanh! Tôi không ngờ anh lại là con người như thế đấy. Anh đừng nghĩ mình có tiền thì có thể xúc phạm người khác như thế. Ngày hôm nay, ngay tại đây, tôi rất rõ ràng thẳng thắn với anh. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của anh đâu. Anh đừng lo, tôi là sinh viên hay đi phát tờ rơi nên thạo đường ở đây lắm. Anh cứ đưa địa chỉ đây, tôi sẽ đưa anh đi. Đây, cô giúp tôi. Chỗ này tôi biết, mình đi thôi. Em là của anh, anh sẽ không bao giờ tôi bỏ em đâu. Hồi đó anh mới kinh doanh cho nên chưa thành thạo. Cũng may là có em nhanh trí đẩy đến tận nơi mà họ đang chờ, rồi thuyết phục họ lý do anh đi muộn nên họ mới thông cảm đấy. Ngay từ lần đó anh đã thích em rồi. Anh cũng biết chọn người để thích lắm cơ. À này, anh quyết định rồi, năm nay chúng ta sẽ về nhà em trước, thắp hương cho bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa giúp anh Cường rồi hãy qua nhà anh nhá. Không được đâu, nhất định là phải về nhà anh trước, bởi vì người lớn quan trọng thứ bậc lắm, cứ phải về nhà nam trước rồi mới về nhà nữ sau, cứ quyết định như thế đi ạ. Thôi được rồi, anh sẽ nghe em. Chúng ta về nhà anh sắp xếp ổn thỏa rồi về nhà em luôn. Anh Cường là người quan trọng nhất đối với em, anh không muốn để anh chờ lâu. Miễn sao là mọi người cùng nhau vui vẻ là được. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua vất nỗi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Dọn nhà để đón em gái với em rể về quê ăn Tết nào. Anh Quang ơi, ra mà xem, ruộng lúa bị chuột cắn hết rồi kìa. Lúa của tôi, tiền của tôi. Tôi gửi cô ít tiền để cô xử lý đốt công việc. Sắp Tết rồi, làm một mẻ lớn vào, tiến độ chậm quá đấy. Lạnh như thế này phải có gấu 37 độ đắp thì nó mới sướng được chứ. Nhưng mà anh định làm gì? Úi dồi, không được đâu, việc này nguy hiểm, đi tù như trời đấy. Cô quên phía sau cô còn có tôi à? Mà phía sau tôi là ai?
là bố tôi, người giàu nhất cái huyện này đấy. Cô yên tâm chưa? Ok, vậy tôi sẽ nhận việc với anh. Nhưng mà số chuột hôm trước tôi mua, cần phải mua thêm không? Chắc là vẫn phải mua thêm đấy. Phải làm sao? Ép Lão Đức vào đường cùng thì Lão Đức mới ép cô An cưới tôi được. Được, vậy bây giờ tôi sẽ đặt thêm hàng. Ngày mai tôi sẽ qua nhà Lão Đức và ép Lão ấy đưa ra lựa chọn. Cứ thế nhá, tôi đi đây. Alo, đang ở đâu? Qua đoạn nhà bà Vui đón anh đi chơi nhá. Nếu tình hình này tiếp tục xảy ra thì tôi e là tôi không thể tiếp tục hợp đồng với anh được nữa. Bắt buộc tôi phải thu hồi vốn lại. Mong anh cân nhắc cho kỹ. Tiền cô đưa cho tôi ấy, tôi đổ hết vào mua giống lô mới với trả tiền cho người làm rồi. Bây giờ cô đòi thì tôi lấy đâu ra mà trả? Nhưng mà trong hợp đồng có ghi rõ phải đảm bảo tiến độ và đảm bảo chất lượng. Nhưng mà bây giờ lúa nhà anh đa phần bị chuột cắn, rồi bị sâu nữa. Thôi, tôi cứ thu hồi vốn lại cho chắc ăn. Tôi cho anh 5 ngày để chuẩn bị. Thế nhá, chào anh. Anh Quang ơi, anh Quang. Em chào anh ạ. Chị vừa rồi là ai thế anh? Anh, sao này anh vẫn khỏe, công việc vẫn ổn chứ ạ? Anh đang đau hết cả đầu đây này. Chị vừa rồi ấy là đầu mối thu mua lúa. Anh có ký hợp đồng với người ta, nhận trước 50 triệu đi mua giống lúa mới. Bây giờ chuột phá quá, người ta đang đến đòi tiền lại. Sao mà nghe lạ thế nhở? Cho dù là có chuột, nhưng mà từ xưa đến giờ chỗ mình làm gì có ai mất mùa vì chuột cắn lúa đâu anh. Thì anh cũng thấy lạ, nhưng mà việc nó rành rành ra như thế, mình cãi làm sao được. Thôi, hai đứa vào trong nhà nghỉ ngơi đi, anh đi ra ruộng xem thế nào đó. Hay là để em đi với anh. Bây giờ em ở nhà cũng không vui vẻ gì, trong khi anh đang gặp rắc rối như thế. Phải đấy anh ạ, anh yên tâm đi. Em ngoài bằng kinh doanh tự đăng ký học ra, em còn có bằng kỹ sư nông nghiệp, học theo yêu cầu của bố mẹ nữa. Để em đi cùng anh, biết đâu em lại giúp được anh ạ. Như thế thì tốt quá rồi. Vậy anh em mình đi, xong việc mình mua một con vịt, về anh em mình nhậu. Với lại bây giờ chú thay quần áo đi, chứ mặc cái bộ quần áo đẹp thế này ấy, ra ruộng thì phí lắm. Thế anh đợi em một chút để em vào thay đồ luôn. Ừ, Tân, đi vào thay đồ đi. Dạ vâng. Cô làm tốt lắm, cả nhà đấy đang loạn hết cả lên rồi đấy. Của cô đây. Đáng lẽ ra tôi làm tốt như vậy thì anh phải thưởng thêm cho tôi mới đúng chứ. Tôi mới biết một tin cực kỳ hot, nhưng mà xem ra anh đối xử với tôi như thế này thì cái gì? Chắc là tôi phải xem lại vậy. Tin cực hot? Tin gì? Thì anh biết tính tôi mà, đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Cô cá khiếm cũng được đấy. Thì mấy khi tôi tìm được một người có tiền như anh. Của cô đây. Cảm ơn. Nói đi, tin gì? Bạn nãy tôi gặp cô An dẫn một người đàn ông về đấy. Anh coi chừng trâu chậm lại uống nước đục đấy. Mà có khi chả có nước đục để mà uống nữa chứ. Chẳng nhẽ rót bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức, đổ hết xuống sông xuống biển à? Thằng này mà không ăn được ấy, thì cũng phải phá cho hôi mới hả lòng hả dạ được. Thấy anh như thế này, tôi lại thấy quyết định độc thân của tôi là vô cùng đúng đắn đấy. Mà nhìn anh bình thường không ra gì và này nọ lắm đấy chứ, có tí tình yêu vào cái là cứ như dở hơi. Cô bảo ai dở đấy? Thì còn ai trồng khoai đất này nữa.
Này, sao mày ca? Đặt đầu bọn kia cho anh. Dàn hàng ra thế này chứng tỏ không có anh ra gì rồi. Lên. Ok đại ca. Bây giờ có em ở đây rồi, anh yên tâm, không sao đâu ạ. Mấy cái anh này đi đứng cái kiểu gì đấy? Sao? Ý kiến gì? Đường này là của chúng mày à? Có giấy tờ gì không? Đưa xem nào. Thôi được rồi, coi như là bọn tôi đi bộ trên lề đường, va phải các cậu. Cho tôi xin lỗi, được chưa? Kìa anh, mình có sai đâu ạ. Là họ cố tình gây chuyện với chúng ta mà. Phải đấy anh ạ. Là ai? Ở đâu? Có là ông to bà lớn đến đâu thì không thể ngồi trên pháp luật được. Quốc có quốc pháp, lệ có lệ làng mà. Tưởng ai? Mày là cái thằng va phải tao hồi quán cà phê đây mà. Bao nhiêu năm trôi qua, tưởng làm ông to bà lớn rồi, vẫn nghèo kiết xác như thế. Này, có cần tao cho mày ít tiền để mà tiêu Tết không? Tôi biết là nhà anh nhiều tiền, nhưng mà núi này cao, còn có núi khác cao hơn đấy. Chắc chắn nhà anh chưa phải là nhiều tiền nhất. Đúng. Núi này cao, có núi khác cao hơn, nhưng mà mày có tin tao cho thằng đàn em của tao cầm tiền vả vỡ alo mày không? Thôi anh, củ như thế nó làm gì cho mệt, mình đi về đi. Đấy. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh muốn gì? Tất nhiên là muốn em rồi. Từ lúc gặp em tới giờ, anh chưa bao giờ thay đổi ý định cả. Đồng ý làm vợ anh đi. Anh đảm bảo với em, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Anh sống trên đống tiền nhiều quá, cho nên không biết được có những thứ không mua được bằng tiền à? Một trong thứ đó chính là tình yêu chân thành đấy, anh hiểu chưa? Tình yêu chân thành là cái khỉ khô gì? Tình yêu không phải tự nhiên có màu hồng đâu. Là người có tiền dùng tiền để mà tô màu hồng cho tình yêu đấy. Em sống thực tế lại, bớt ảo tưởng đi. Thế thì anh chống mắt lên mà xem chúng tôi hạnh phúc bên nhau đi. Chúng tôi bên nhau từ khi chưa có gì trong tay, đến bây giờ đã là hơn 3 năm rồi đấy. Anh đã thấy thực tế chưa? Cô được lắm. Để tôi chống mắt lên xem. Sao? Có chuyện gì? Ôi dồi ôi, chuyện lớn rồi chứ còn chuyện gì nữa. Tôi đang ở đồn công an đây. Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi. Mày nghĩ mày là ai? Mày dám ra lệnh cho tao? Cứ ngoan ngoãn mở tù đi, rồi tao sẽ trả lương cho. Đồ khốn. Nếu vậy, tôi sẽ khai ra hết việc. Chính anh là chủ mưu trong vụ mua chuột về thả vào ruộng nhà anh Quang cho chuột cắn lúa, để anh có cơ hội ép anh ta đến đường cùng. Những tin nhắn tôi đã lưu lại rồi, giao dịch bằng lời tôi đã ghi âm lại. Anh liệu liệu mà làm đấy, kéo không nhét tới trong tù đấy nhá. Cô, còn khốn này, chó cùng rứt dậu thì chết cả lũ đấy. Đi thôi. Nhưng mà đi đâu hả đại ca? Đi tìm bố tao, tìm cách giải quyết. Đi. Vâng. Bọn ra. Đi anh. Năm nay nhà mình đúng là song hỷ lâm môn. Có anh Tân về chơi, vừa có thêm người ăn Tết, lại vừa giải quyết được vụ chuột ăn lúa kia. Năm nay nhà mình phải Tết to anh ạ. Anh là anh đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Anh ơi, gia đình bên nhà em mới điện, bảo là cả nhà mình ăn Tết ở bên này xong, xong rồi kéo qua bên nhà em ăn Tết thêm một lần nữa đấy anh ạ. Ăn Tết mà cứ như chạy show ấy nhở. Nhưng mà vẫn vui như Tết. À mà, hai đứa đứng xuống xuống lại đây đi, chụp một bức ảnh đón Tết. Nào đợi tí nha. Nào chiii.